Đoạn bao nhiêu nào?
À, đúng rồi, có cả cái đồ ben đó. Nè này, nó cầm cái gì, có cái gì, có cái gì, có cái gì. Có cả cái đồ ben đúng không? Ống khói. Ống khói luôn à? Ống sung à? Có đây ngang nè coi nè. Để ngang đây bạn xem nè. Xoay một vòng. Rồi mở đằng thùng sau thùng trong có gì không? Không có đằng sau thùng không con? Không có cái gì. Rác là cho vào ở đâu? Rác cho vào ở đâu? Rác cho vào ở đây này. Cái miệng này này. Miệng này không? Cho rác vào đây rồi nó đưa ra đây. Mở nắp thùng này ra. Giữ xe chắc bên đó cho con này. Wow. Mày cái thùng này. Bây giờ con nói màu sắc bằng tiếng Anh nào, à, mà bằng tiếng Việt chứ nào. Màu gì đâu? Màu gì trước này? Màu nào cầm là màu gì? Anh thấy? Ừ. Rồi thế. Màu nào cầm là màu gì nói luôn? Nhái. Màu gì? Trái lá cây. Trái lá cây tiếng Anh là gì? Green. Green. Màu vàng. Nó màu vàng. Tiếng Anh là gì? Dạ. Yellow. Yellow. Màu gì? Màu đỏ. Dạ. Yeah. Màu đó là red đúng rồi. Ờ, đem cho thùng rác vào trong xe đi. Để cho ta bắt xe ra. Đóng nắp lại. Mở mở ben mà lần để yên nữa mở ben xem nào. Mở ben mở ben. Mở ben thôi. Mở thùng nó đẩy lên. Chà, để nghiêng người ngang ra cho bạn quay. Ô nhìn thấy đẹp lắm. Xe đổ gấu lắm. Nó gạo khói nữa. Rồi. Bây giờ con cho xe thùng rác lại vị trí kia đứng với xe để ben như thế cũng đẹp mà. Rồi. Lại đây đi, đúng rồi, quay đầu lại, cua quay đầu phía trước để lùi xe vào gara ô tô. Chưa? Rồi, xếp vào đó. Hai xe gần nào, con thùng xe ra kia. Cao lên. Xếp cao lên không? Phải là bên bóc rồi, mấy xe rồi? Hai xe. Hai xe đẹp quá. Rồi, tiếp theo. Bạn không gian của bên tao mà ôi nhìn này. Bạn nghĩ bên đây để cho bạn quay cho bên. Trời, chơi tới bên ngủ góc. Góc cái kia kìa. Góc tôi sẽ mấy phút vào nổi nợ. Kéo đủ mua lờ vỡ đấy, rơi đấy. Rồi quay mặt ra đây. Chà. Gian đồ chơi đúng không? Hai tay ngồi xuống đi. Ngồi xuống để chơi bà lắm. Đồ chơi nhiều. Sao? Rồi, ok. Đứng lên lấy đồ chơi nào tiếp theo để giới thiệu cho bà xem. Xe nào bà cho cái cửa hàng của bạn này. Chào này. Để bà quay tí coi. Xe gì đây? Sát này. Đúng không bạn biết xe gì đây? Bạn nhiều xe này. Đây xe này này. Đúng rồi, biết xe. Từ lui lui ra, để bà quay một vòng. Từ từ lui ra. Quay này. Đây này. Ô, xe gì của em nhiều vậy? Bạn thấy không nhớ được xe luôn. Rồi, thế bên lái xe nào? Bên xe đó là nó thật, nó cười hết rồi đấy. Mô hô tay mở ra, tay cửa sổ luôn. Xe này là xe gì? Đầu tiên là cất cái bộ hộp đi trước đi con. Để gọn lên. Không xếp hàng cho nó đèn, nó sẽ thả lối vào, xếp chặt lên nhau. Vẫn hàng hàng. Đủ rồi đấy. Đâu mà, không có đâu tiền này. Ờ, trên này được cắt thì khác rồi. Lùi đây cho trên này. Đâu tiền đâu. Chơi cái xe đã, tí thì điều kiện sau. Mang xe đây, đi xem có gì. Cái này là chắc là dùng điện à. Dùng điện. Nó đang tên là xe gì? Xe tiêu quả. Màu gì? Màu tiếng Anh là gì con? Red. Red. Có mấy bánh đếm đi. Một. Một.
chạy xe hết. Thì quay lên đi, con trực cứu hỏa bị lộn lên. Các bạn cái nút nó nào nút điều chỉnh bánh ấy. Con đừng có bạn nó nào không đi. Con nói nó nghe lời không? Đừng có bạn nó hỏng bánh đi. Cho nó lấy pin một viên bánh chưa nạp để lúc khác chơi. Bây giờ con đang giới thiệu xe mà. Rồi tí nữa là lúc mà chơi cứu hỏa là mình mới lấy pin nhé. Con chơi xe cứu hỏa. Bây giờ báo kết đồ chơi đã. Cứu hỏa hôm nay trời mưa này cứu không nổi. Để đừng mưa lục bục đó. Cứu hỏa này nói cái nó là cái nắp gì? Cái nắp nước. Rồi cái hỏa này phải bấm điều khiển thì nó mới lên cái cần được đúng không? Mà điều khiển thì chưa có đúng không?